Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời tiết đô thị ngày 1 tháng 5 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên thời tiết tại khu vực Bắc Bộ sẽ có sự chuyển biến rõ rệt. Trời chuyển nhiều mây và có mưa trên diện rộng, có nơi sẽ xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng với tố, lốc và gió giật mạnh. Do có mưa nên nền nhiệt cũng giảm đáng kể so với những ngày trước. Với các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, hầu như không còn điểm nào xuất hiện nắng nóng. Nhiệt độ ban trưa tại khu vực phổ biến ở mức từ 29 đến 32 độ. Riêng tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, mưa chỉ xuất hiện tập trung ở phía Nam Sơn La và Hòa Bình, còn khu vực Lai Châu, Điện Biên, mưa xuất hiện ít hơn, trời khá nóng bức với nhiệt độ cao nhất ngày vẫn có nơi đạt từ 35 đến 36 độ. Lưu xuống các tỉnh Trung Bộ trong ngày hôm nay, giải mây dông cũng sẽ gây mưa cho các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ như là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Nắng nóng cũng sẽ suy giảm đáng kể tại khu vực này. Nhiệt độ cao nhất ngày tại khu vực phổ biến ở mức từ 32 cho tới 35 độ. Riêng một số nơi thuộc khu vực Trung Trung Bộ như là Đông Hà của Quảng Trị, Thừa Thiên Huế vẫn có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất đạt ngưỡng 36 đến 37 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay mưa cũng sẽ có xu hướng tăng hơn về chiều tối và đêm. Vào khoảng thời gian này sẽ xuất hiện những đám mây đối lưu gây ra những cơn mưa rào và dông rải rác. Còn vào ban ngày nắng nóng cũng sẽ suy giảm đáng kể, không còn xuất hiện diện rộng tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ như những ngày vừa qua mà chỉ còn xuất hiện cục bộ tại khu vực này một vài nơi với xấp xỉ là 35 độ. Còn đối với khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất ngày chỉ trong khoảng từ 31 đến 34 độ. Cụ thể, ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, thời tiết tại thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa tập trung vào sáng sớm. Nhiệt độ vào lúc này chỉ khoảng 22 cho tới 23 độ. Vào ban ngày, mưa sẽ giảm đi, trời có nắng nhẹ gián đoạn trong ngày. Nhiệt độ cao nhất ngày chỉ ở ngưỡng 30 tới 31 độ. Với kiểu thời tiết như thế này, quý vị khi lưu thông nên mang theo các vật dụng che mưa để tránh bị ướt bởi những cơn mưa rào bất chợt. Với thành phố Việt Trì, trong ngày hôm nay thời tiết cũng không quá khác biệt so với thủ đô Hà Nội. Những cơn mưa rào tập trung vào đêm và sáng sớm, còn vào ban ngày có lúc trời hửng nắng nhẹ, nhiệt độ ban trưa chỉ dưới ngưỡng 31 độ. Tiết trời trong ngày khá mát mẻ, nhưng sự xuất hiện của những cơn mưa cũng sẽ cản trở phần nào đến các hoạt động ngoài trời trong ngày hôm nay. Quý vị nên chọn những điểm có mái che để tránh những cơn mưa có thể làm gián đoạn đến các hoạt động vui chơi trong ngày nghỉ lễ mùng 1 tháng 5. Đến với thành phố Vinh, trong ngày hôm nay thời tiết có sự chuyển biến rõ rệt, trời không còn quá nóng bức như những ngày vừa qua mà chuyển mưa vào đêm và sáng. Còn vào ban ngày thì cường độ nắng cũng sẽ suy giảm đáng kể với nhiệt độ cao nhất ngày chỉ còn ở ngưỡng 33 cho tới 34 độ. Trong 1 cho tới 2 ngày tới, những cơn mưa rào vẫn có thể lặp lại tại thành phố này, vì vậy mà tiết trời sẽ dễ chịu hơn hẳn. Với thành phố biển xinh đẹp Đà Nẵng, đây luôn là điểm thu hút khá nhiều du khách, đặc biệt là trong những đợt nghỉ lễ dài ngày như thế này. Và trong ngày hôm nay vào ban ngày, trời vẫn có nắng với nhiệt độ cao nhất vào khoảng 33 cho tới 34 độ. Đến chiều tối, mưa rào có thể xảy ra cục bộ, nhưng với lượng không nhiều và kết thúc nhanh, cùng nhiệt độ thấp nhất trong ngày sẽ giảm về khoảng 25 đến 26 độ. Thời tiết nói chung không tác động quá nhiều đến các hoạt động thường nhật của người dân, cũng như các hoạt động tham quan du lịch của du khách khi đến với thành phố này. Đến với thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày hôm nay và ban ngày trời không còn nắng gắt như những ngày trước, bởi đan xen những khoảng thời gian nắng sẽ có những khoảng có mây và nhiệt độ ban trưa chỉ chạm ngưỡng khoảng 33 cho tới 34 độ. Đến chiều tối mây kéo đến nhiều hơn và có thể trút xuống những cơn mưa rào và dông cục bộ. Tuy mưa không nhiều nhưng trong cơn mưa dông, quý vị cũng cần đề phòng với các hiện tượng dông sét và gió giật mạnh có thể xảy ra. Tại thành phố Cần Thơ, trong ngày hôm nay, xác suất xuất hiện mưa vào chiều tối sẽ tăng hơn những ngày trước đó. Khả năng cao những cơn mưa rào sẽ xuất hiện vào chiều tối, còn vào ban ngày nắng xuất hiện gián đoạn với nhiệt độ ban trưa ở ngưỡng khoảng 32 cho tới 33 độ. Tiết trời chuyển mát mẻ hơn, nhưng quý vị cũng nên lưu ý có biện pháp chăm sóc cây trồng hợp lý để tránh bị ảnh hưởng do điều kiện thời tiết thay đổi. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết đô thị ngày hôm nay của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày mới tốt lành.